Chào các bạn, hôm nay là ngày gần Tết Nguyên Đán. Cây hàng độc Sapa, cây hàng độc.vn xin giới thiệu các bạn các cái cách mà chống đỡ giá rét sương muối của một loạt cây, các cái cây của trại cây hàng độc.vn. Các cái phần này là chúng tôi sẽ quay trực tiếp với các bạn. Không biết là đã lên sóng được chưa đây. Hôm nay chim thì chúng tôi này chim cũng chưa có kinh nghiệm mấy, không biết đã được chưa. Đây nha các bạn nha. Về cái mùa này ấy, thì mùa sương muối giá rét, cho nên các cái cây nó bị hanh khô, cho nên để đảm bảo cho cây nó chống chịu được sương gió và đảm bảo được chống chịu được cái hanh khô, đặc biệt là cái hệ sương muối nó làm cho các cái cây mới lớn ấy, các cái cây vừa ra mầm một cái là có thể một ngày có thể bị teo mầm luôn. Cho nên cây hàng độc chấm viên hôm nay giới thiệu các bạn một cái cách làm mà trước đến nay 3-4 năm nay mà tôi vẫn thường hướng dẫn cho mọi người. Đây là cách nào là quấn những cái ly lông. Đây là một cây gốc cây đỗ quyên. Cây đỗ quyên rất cổ thụ, nó được 40cm. Cây máy mới đánh về thì chúng ta lên lấy cái giấy bảo quản thực phẩm này. Giấy bảo quản thực phẩm thức ăn này. Đấy, chúng ta dính kín vào cho cây không thở được nữa. Chúng ta dính kín nó vào không thở được nữa. Cái thứ nhất là gió nó vào, nó tạt vào những cái cạnh này. Gió nó tạt vào những cái cạnh của cây thì nó không bị mất nước. Tức là luôn luôn cây nó thở ra và nó hít vào trong một cái túi ni lông khổng lồ, nó sẽ không bị mất nước. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta tưới vào gốc cây thì cây nó sẽ tạo ra một độ ẩm, thì nó sẽ giữ ở trong cái lớp ni lông này, luôn luôn ở ngoài. Ở bên trong nó có một cái màng có cái không gian ẩm, độ ẩm, nó không toát được ra ngoài, cho nên cây sẽ không bị mất nước, và vậy thì cây nó mới sống nhanh được. Đây là toàn bộ, đây cũng là một bụi đỗ quyên chúng tôi mới quấn sáng nay. Sau khi thời gian các bạn quấn độ khoảng 15 đến 20 phút thì cây nó sẽ tỏa nhiệt ra và nó tỏa hơi ẩm ra, thì nó không ra ngoài được không khí. Thì cây trong cái túi này thì nó sẽ giữ được độ ẩm, luôn luôn ở trong đây là giữ được độ ẩm, cho nên các cái mầm nó không bị mất nước. Và quan trọng nhất là khi nắng sói vào và khi gió vào thì nó tạt ra ngoài, nó không tạt vào cây nữa. Tức là cây giữ độ ẩm rất cao và tỷ lệ nảy mầm 100%. Cây này chúng tôi vừa quấn xong. Đấy, cây này cũng là đỗ quyên. Đây, chúng tôi sẽ tiếp tục. Đây, như cái đỗ quyên Sapa đây các bạn này, như đỗ quyên Sapa này thì nó đơn giản lắm. Chất ăn thì ở trong đây hết rồi, chất ăn là những cái chất mùn. Đây, các cái chất mùn ở trên núi đá nhé. Mùn ở trên núi đá, cho nên là các cái chất mùn đen này, như các bạn xem này, các chất mùn đen ở trên núi đá là do các cái cây, lá cây, cành cây khô nó rụng xuống, nó tạo thành cái lớp mùn này rất mát tay. Và cây này, đỗ quyên này thì nó cực kỳ phù hợp với cái loại này, không cần trộn cái gì cả, thì tưới đủ độ ẩm. Vào mùa này thì còn độ khoảng 15 ngày nữa là Tết Nguyên Đán, cho nên là các cái đỗ quyên Sapa đây này, nữ hoàng quyên. Đấy, nữ hoàng quyên này là nguồn gốc chúng tôi đánh bên Lào về, nó là cây xứ nóng chứ không phải cây xứ lạnh không nhá. Thì bắt đầu nó rụng lá, khi nó rụng hết lá ra như cái cây này độ khoảng 10 ngày nữa thì nở rực rỡ, sẽ đón xuân. Nhớ nhá, cái loại đỗ nữ hoàng quyên này các bạn nhá, thì trước khi nó nở hoa thì nó sẽ rụng hết lá, sẽ nở hoa toàn bộ cây chi chít hoa đỏ rực một màu cờ. Tiếp theo, đây là các cái cây đỗ quyên. Đây, tôi nhảy ra vườn tôi quay cho các trực tiếp cho các bạn các cái cây đỗ quyên này nhé. Đây, các cái đôi cây đỗ quyên chúng tôi mới đánh về. Mới đánh về thì cái, ngoài cái chất ăn của nó đây, ngoài cái chất ăn của nó là những cái thảm mục đấy nhé. À, những cái thảm mục. Thảm mục này là chúng tôi thuê người địa phương lên các cái rừng già và lấy nó về, đất nó rất là nhẹ. Và nó hoàn toàn là những cái mùn cây, lá cây khô nó rụng xuống, nó tạo thành cái lớp mùn này. Sau đó chúng tôi truyền các cái túi truyền dịch này vào để cho cây nó đủ nước và đủ dinh dưỡng. Mỗi túi truyền dịch này thì trên thị trường bán là 430.000, nó có hai cái kim. Và 95% nó là túi truyền dịch này, nó là cái chất truyền dịch để kích thích cho bộ rễ này hoạt động. Cái cây mới đánh về ấy, thì thường theo cái phương pháp cổ điển là chúng ta sẽ tưới các thuốc kích thích vào rễ cây, nhưng mà nó không ăn được bao nhiêu, nó chỉ được độ 3% thôi. Đấy là phương thức cổ điển. Khi các bạn tưới các dung dịch kích thích vào rễ cây thì nó chỉ ăn được một tí rễ thôi, và nó như kiểu thuốc đỏ các bạn bôi ghẻ ở ngoài thôi. Cái phương pháp truyền dịch
hiệu quả nhất mà chúng tôi đã công bố cách đây độ 3-4 năm là cứu được các cái cây khổng lồ là các bạn phải dùng túi truyền dịch thì nó đẩy bên trong ra. Nó đẩy bên trong cơ thể ra thì tất cả bệnh tật như kiểu là mình truyền dịch nó đẩy từ trong ra thì tất cả những cái mắt, tất cả những cái đầu rễ nó đều được hưởng cái thuốc kích thích đấy thì nó sẽ lên rất tốt. Và khi truyền dịch xong, chúng ta ngay lập tức chúng ta quấn ni lông. Ni lông này là cái loại ni lông bảo quản thực phẩm, ni lông bảo quản thực phẩm thức ăn đấy. Chúng ta quấn chặt đấy, không cho nó thở nữa. Thì khi cái cây này chúng ta mới quấn được độ 10 phút thì các bạn xem ở trong này, nó có lớp mờ mờ màng xương, tức là cây nó bắt đầu nó thở ra. Cây nó thở ra thì nó có một cái lượng nước nó truyền ra ngoài không khí thì nó không bay ra ngoài không khí nữa, nó ở trong một cái túi ni lông này, nó kín. Thì luôn luôn ở trong này có tạo một cái độ ẩm môi trường, nhất là trời nắng hanh như thế này thì sẽ có một độ ẩm nhất định trong cái túi đấy và kích thể nảy mầm cây không bao giờ bị chết khô. Ngoài ra cái túi ni lông này nó có tác dụng là nó gói cây trong một cái kín mít thì gió nắng soi vào nó cũng không bị mất nước. Đấy. Đấy, các cái cây này chúng ta phải quấn từ trên xuống dưới nhá. Quấn từ dưới lên trên thì nước nó không vào nữa, nói chung là quấn 100%. Sau khi quấn như vậy thì 10-15 phút thì nó lên các cái màng mờ mờ như kiểu xương ấy, tức là cây nó thở ra nhưng mà nó sẽ không bị bay đi đâu hết và nó ở trong cái túi đấy. Thì luôn luôn cây giữ được độ ẩm và tỷ lệ nảy mầm là 100%. Đấy, tất cả cái túi ni lông, các cái này rất đơn giản. Nhưng mà vào mùa hanh khô này là chúng ta không cần phải bao bố, không cần phải mền miếc gì cả. Chúng ta cứ lấy cái quấn bảo quản thực phẩm này, chúng ta quấn kín mít cho chúng tôi. Sau khi quấn độ 15 phút, các bạn thấy ở cái màng ở bên trong, nó có một cái màng như kiểu mồ hôi nó tướt ra, nó mờ mờ, đấy là chính là nước của cây đấy. Nước của cây luôn luôn nó quang hợp và nó ra ngoài không khí thì ta quấn nó lại thì nó lại phản lại, nó không ra ngoài không khí nữa và nó ở trong một cái bịch đấy thì luôn luôn là cây có độ ẩm. Và sau khi chúng ta quấn xong, như bạn này là một người Mông kỹ thuật của chúng tôi ở Sapa, sau khi quấn xong thì các bạn lấy tay các bạn vuốt vuốt nó vào thì tất cả các cái mạch ni lông nó liền với nhau, tức là chúng ta hàn muối hàn lại và sẽ không cho nó bị thủng. Nước mưa không vào được, không bị sót cây. Rồi cây nó thở ra, nó ở trong cái túi này hết. Thì sau độ khoảng 15-20 phút thì cây nó có một cái màng nước trắng trắng. Đấy là độ ẩm của nó bắt đầu ra đấy. Ngoài ra các bạn truyền những cái túi truyền dịch như này. Túi truyền dịch như này thì cứ đường kính 10cm tương đương với vanh 31. Các bạn chia nó làm hai mũi. Mỗi túi truyền dịch như này là nặng 1 cân. Túi truyền dịch nó có cái hai cái mũi này. Hai cái mũi kim tiêm. Thì mỗi mũi là cách nhau 15cm thì nó ăn được cái túi vào với nhau, nó ăn được cái thuốc vào với nhau. Tức là tổng hợp lại, ví dụ gốc cây của bạn là 10cm thì bạn cần một túi 20 thì 20 túi, 30 thì 30 túi. Đấy là đang tính đường kính nhá. Còn vanh thì cứ vanh 30 là một túi, vanh 30 là một túi. Khi tác dụng của cái túi truyền dịch này nó vào thì 95% túi truyền dịch này nó là thuốc kích rễ và 5% là thuốc kích mầm. Khi đó thì các cái cây các bạn đánh về thì hệ rễ nó chưa phát triển, sau 2-3 tháng thì rễ nó mới đâm ra được. Thì lúc đấy cây nó cần một lượng nước nhất định thì chúng ta phải truyền cái túi này vào thì nó có đủ nước và đủ chất dinh dưỡng, như kiểu là một bệnh nhân chúng ta không ăn được bằng đường cổ họng nữa thì chúng ta sẽ khoan đục ra một lỗ và chúng ta ăn thẳng vào dạ dày thì luôn luôn nó đủ thức ăn. Và cái tác dụng thứ hai của cái túi truyền dịch này là khi các bạn hết túi truyền dịch, thường thường những cái cây túi truyền dịch thì nó hết độ một lượt thì nó vào cỡ 25-30 ngày, một tháng là hết túi truyền dịch. Thì khi đó các bạn cứ để như vậy, các bạn lộn túi truyền dịch lên. Đây nó có một cái nút nhá. Các bạn lộn cái túi truyền dịch ra, khi nó hết, các bạn lộn ra và các bạn cho nước vào. Nước đấy là nước la vi, nước tiệt trùng, không phải nước mưa. Nước mưa nó có chất axit, nó sẽ bị hại cây. Sau đó các bạn cho nước vào thì các bạn cắm vào tiếp thì cứ cây nó hết, nó hút chưa ra rễ thì nó hút bằng cái đường này. Cây lúc nào cũng độ ẩm và đạt đến độ 98% là nảy mầm tốt, không bao giờ chết. Tiếp theo nữa là các cái cây của các bạn dùng túi truyền dịch thì sau 25-30 ngày hết một lượt thì đấy là cây tốt. Cây càng hút nhanh thì cây các bạn càng khô, càng thiếu nước. Ví dụ có những người bảo anh Minh ơi, tôi dùng cái túi truyền dịch của các anh ấy, sau 3-5 này nó hút hết rồi. Đấy là các cái cây của các bạn gần chết rồi đấy. Cây nó khô, kiểu là theo bản năng sinh tồn, nó thiếu nào nó hút. Nó hút càng nhanh thì cây càng dễ chết, là cây đã khô rồi. Còn nó hút càng chậm, 25-30 ngày, đấy là cây của bạn đang sung sức đấy.
sau khi các bạn dùng cái túi truyền dịch này xong 15, 20, 30 ngày hết cái dung dịch thuốc thì các bạn cho nước nó vào thì cây nó chưa phát triển thì luôn luôn là nó có một giữ độ ẩm, nó vẫn có nước truyền vào trong cây. Thì hệ rễ nó chưa phát triển nhưng mà nó vẫn có nước để truyền vào. Thế là cây các bạn nên được vào cùng cái cuốn ni lông này thì tuyệt vời. Và khi nào các bạn thấy nó xanh um này, 3-4 tháng sau cây nó xanh um lên thì các bạn hãy rút cái truyền túi ni lông ấy các bạn vứt đi. Đấy. Đấy là cái kỹ thuật cơ bản của cái dòng đỗ quyên. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và nhiệt tình ủng hộ của kênh YouTube. Các bạn hãy ủng hộ, các bạn hãy share và chia sẻ cho kênh hàng độc.vn. Mọi cái liên hệ về kỹ thuật cây đỗ quyên xin các bạn hãy đóng góp ý kiến với website cây hàng độc.vn và số điện thoại sẹc Zalo 0977 830088, 0919706818. Ngoài ra chúng ta còn đăng ký vào thành viên trong cái trang mà chúng tôi lập được 1 tháng 1 năm 2020. Đấy là ý tưởng của chúng tôi là đưa cây ra biển lớn. Các bạn có những cây ở các cái vườn của các bạn ở các vùng miền xa xôi trên nẻo đường của Tổ quốc, các bạn không có địa bàn, ví dụ một bạn A đang ở trong Tây Nguyên, các bạn có rất nhiều cái bằng năng mà ngoài Bắc này chúng tôi không có bằng năng, mà trong cái đó là các cái cây bằng năng của các bạn có 100 cây nhưng mà xung quanh vườn của các bạn cũng có 100 cây. Thế thì các bạn không bán được ở đâu thì sẽ tồn đọng vốn. Ngược lại chúng tôi ở trên cây hàng độc thì có hàng trăm cây đỗ quyên. Chúng tôi bán đỗ quyên thì nhiều rồi cũng hạn chế người mua. Thế thì vậy bây giờ bằng phương pháp nào? Các bạn mang trưng bày các cái khu quảng cáo hội chợ thì tốn tiền và cũng mất công chăm sóc. Thế vậy thì thay cái hình thức đấy là chúng tôi sẽ lập lên một cái sàn giao dịch đưa cây ra biển lớn. Các bạn sẽ đổi, ví dụ các bạn đưa đến đấy cái cây đỗ quyên của các bạn là 100 triệu ví dụ vậy. Bạn muốn đổi những cái cây khác thì bạn cho giá thành cây đỗ quyên lên. Sau đó là các vùng miền khác người ta bảo thế tôi thích cây đỗ quyên ở chỗ chúng tôi là chưa có cây đỗ quyên, tôi đổi cho các bạn một cây đỗ quyên lấy hai cây bằng năng, hoặc hai cây bằng hoặc là hai cây đỗ quyên lấy một cây bằng năng. Đấy thì mang về thì vô hình dung là cái đỗ quyên của chúng tôi cũng quảng cáo trên tất cả các vùng miền. Và các cái sản phẩm của các bạn cũng vô hình dung cũng được chúng tôi kéo về quảng cáo tất cả các vùng miền. Đấy là một cái sao dàn giao dịch xuất phát từ cái ý tưởng là đưa cây ra biển lớn. Là tôi sẽ mạnh dạn tôi mở một cái sàn giao dịch có tên là nhóm trao đổi cây hàng độc.vn. Các bạn hãy đăng nhập vào đấy và các bạn đưa các cây bạn lên để chúng ta hòa mình vào biển lớn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự theo dõi hiện diện của các bạn.